Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến video mới của mình là Châu già đây. Bữa giờ mọi người coi mình không làm thử thách giết mọi người chán phải không? Nay mình sẽ tập trung làm thử thách lại nha mọi người. Trước mắt clear tụi này trước, xong mình kiếm súng làm thử thách cho mọi người xem nha. Chứ để mọi người xem không làm thử thách hoài mọi người chán. Mình sẽ làm thử thách lại nha mọi người. Let's go. Ủa, có vết to nè mọi người ơi. Ủa, vết to nữa nè. Có tiếng chơi kim đầu nè. Nhảy xuống đây nè mọi người ơi. Nóc nè. Gạt luôn nè. Hình như còn thằng ngoài cái gì mọi người, từ gài đạn cái nha. Ô đây, núp nè bạn ơi. Núp hộ mình cái bạn ơi. Ok, vậy mình sẽ làm thử thách cầm combo 2 cây Vector lấy top 1 nha mọi người. Let's go nha. Nếu người hay cho mình xin một like và đăng ký kênh mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cho mình có thằng nè. Mình ở đây nè bạn ơi. Đó mà. Gạt luôn nè bạn ơi. Gạt luôn. Gom hết đạn chính luôn nha mọi người. Ở đây. Ở trên nhà này có nè mọi người. Nó tầng 2 nè, đến 3 đây. Úi con nào ở đây nè. Úi, nhảy xuống mọi người chắc ăn nha. Ui, bên đây cũng có nè mọi người, bên phải có nè. Có thằng trong nhà này nè. Mới nghe nó bắn quá trời luôn, mình qua cái im ru quá chứ. Kê cầu thang nè bạn ơi. Kê vậy là xong bạn rồi, ta phải kê góc kia chứ. Lắm. Bên kia nó bắn qua nè mọi người ơi. Ở đây. Trời cái gì đó bạn ơi. Nóc nè. Bên đây còn, ui trời lối, chạy. Nó chỗ dưới. À, bên kia còn thằng bắn DB mọi người, công qua bên đây nha, mình nóc bên đây rồi. Để mình bạn ơi, pháo ra năng. Gunny nè. Đang cút. Xưa có chơi Gunny mọi người, góc 65, câu lực 50 là bay qua tới đây nha. Lên luôn nha mọi người. Cú xong rồi hả bạn ơi. Cú nè bạn ơi, nóc mà. Hai bạn thì sao? Hai bạn cũng liệm thôi, lụm. Gạt hết. Bên kia vẫn còn tiếng súng mọi người, đợi xíu. Phun nước, phun máu qua chơi luôn nha mọi người. Bắn là phải máu. Có tiếng chân. Đâu rồi bạn ơi. À, thì ra là một cái bot. Có bot thì có mạng thôi. Ngon lành. Có tiếng chân, tiếp tục là tiếng chân mọi người. Ui, bot tiếp nè. Rồi, tiếng chân bên kia là cho người nha mọi người ơi. Phía bên nhà đối diện bên nè. Trắng luôn rồi. Hai tiếng chân luôn mọi người ơi. À, cho bạn lù đạn no luôn nè. Nó chạy ra hay nè mọi người. Giật mình quá. Á đù, hai thằng. Lâm. Thằng vô lô này có M4 băng mọi người. Giết người nãy giờ nhiều lắm nè. Cái xác khu bên kia đầy luôn. Toàn M4 băng thôi. Toàn hợp tuyết thôi. Mày hả? Đụng dâu già là bắn tắt điện bạn ơi. Đồng đội bạn đâu rồi bạn ơi. Kêu hết với đây. Phun nước cho mọi người. Nó đâu lù. Hình như nó bay lên mọi người. Nó có bật nhảy này. Nó bay lên nè. Làm việc mình. Còn thằng này nè. Đồng đội bạn đâu. À đúng rồi. Chính xác bật nhảy của nó kìa. Lấm. Hai bạn. Làm ghép cái chảo với chai bơm. Kiếm móc neo nha mọi người. Rồi lỏ luôn. Hết trận chiến luôn. Ê, có tiếng súng. Ở phía ngoài mọi người, chứ khu này clear hay gì rồi, khu này ngoài đường bay, không ai bay lại đâu. Đây ngoài bo rồi mà. Phía này có người nè, mình tới đây bạn ơi. Mới nghe nó bắn AK đâu ta. Ây da, ui đâu rồi, đâm đầu gốc cây cha. Tới cái chuyện này chứ. Đâu rồi bạn ơi. Thằng nó trốn mọi người, mình kiếm không ra, mình đi săn luôn mọi người. Mình thấy dưới đây có người nè. Đây, thằng boss. Có thằng phía trên đó mọi người. Đó. Em đi từ xa em thấy thằng đứng trên đó rồi. Ra đây bạn ơi, Victor X6 đây nè. Ui. Cầm M249 mà táp là bạn lỏ rồi. Mình còn chưa thấy gì nữa ở đó bạn táp. Lụm. Hai bạn ngon lành. Đâu cầm M249 táp mới ghê. Mình bắn Victor X6 luôn mọi người. Victor X6 bắn xa bắn ảo lắm mọi người ơi, đạn nó đầm lắm. Tốc độ cái đạn này siêu thanh luôn nè. Dập thêm gắn thêm cái sai lầm vô nữa. Trời, đúng bài luôn. Vô gạt này đồng đội bạn đâu hết rồi. Không lẽ có hai bạn thôi sao. Cái thằng vô lô vẫn còn sống của một người. Giết nhiều người lắm rồi đó thằng đó. Một bốn măng hiện lên nhìn quế này chứ. Gạt bạn luôn nè bạn ơi. Đồng đội bạn đâu hết rồi hả. Bên khu sinh có tiếng súng bắn người. Mình chạy bên đó nha. Nó bắn kìa mọi người. Hồi nãy mà đứng trên là mình nghe nó bắn mầm cho nó. Giờ mình chạy vô luôn mọi người. Tụi tới đây bạn ơi. Map sự kiện nó bắn hơi ít kiều mọi người ơi.
Ở đây làm gì, làm gì, làm cái gì đó bạn ơi. À nó bắn từ bên nhà, đợi tôi xíu, đợi tôi xíu mấy bạn bên nhà, để gạt này cái, gạt này cái. Ấy da, ở đâu quất một viên vô đầu mình mọi người à. Phải hở người, mình ham quá mọi người ơi. Quay lại làm lại cho mọi người ơi, hồi nãy mình sơ hở thôi, giờ này mà sơ hở cái nữa là đi bán muối thiệt luôn á. Bắn nè, bắn tôi nè bạn ơi, có hai bạn thôi, hồi nãy là lỗi kỹ thuật thôi nha. Đâu rồi bạn ơi, có hai bạn thôi sao? Bắn. Bạn bắn mình không chết là bạn xong rồi. Lụm ba mạng mọi người à. Hồi nãy này vô mấy bạn hên thôi, mình ham mấy người đứng chống quá. Ơ, có chiếc bút chi. Chạy qua thính, nãy có thính thằng, có nào đứng đó là mọi người là hai thằng lận. Chắc cộng đội với nhau thôi. Mình tới đây. 17 kêu mọi người. Map sự kiện này bắn mà thấy cảm giác đi săn nó ít người mọi người ơi. Tại nó chạy vòng xa quá. Đi kiếm người hơi khó mọi người ơi. Nó chạy nè, chạy nè. Đâu rồi? Đây. Ý, MK, em xin lỗi. Ù, tí liệm mùi à. Bình tĩnh rồi nha. Bây giờ là hết cơ hội làm lại đó mọi người ơi. Nãy có một cơ hội thôi đó. Mà nãy mất cơ hội đó hơi tào lao nha mọi người. Dừng xe chóng quá. Núp chứ gì? Còn thằng đó mọi người, nãy mình thấy đây hai thằng lận. Một thằng chạy bút ghi, có cái chân là thấy. Đó, cục đá mọi người ơi. Đang cứu gì vậy? Rồi, đang cứu là bạn ăn bơm no với mình đây. Mình một kho lưu đạn ở đây nè bạn ơi. Nhà không có gì ngoài lưu đạn hết trơn á. Sơ hở là nổ banh xác liền. Dính biệt. Rồi, lưu đạn Trung Quốc rồi mọi người ơi. Chia smoke là nhiều người đang chọi, có nào bắn đứt chứ là xong luôn á. Ui, không chết à. Ui, thằng Yolo có skin Bugatti kìa mọi người. Bugatti gì kìa nè, xe mới kìa, siêu xe mới. Ui, đẹp ghê không. Ủa, thằng này giết người nhiều lắm mọi người, có siêu xe mới nè. Được, lát mình giết nó nha mọi người. Hỏi đầu ra bạn ơi. Chúng rồi. Ủa, Ôi cha. Thì ra cái xác đồng đội nằm đây mọi người ạ. Trời ơi, có mình nó là mình tốn nguyên kho lưu đạn của mình mọi người ơi. Tới công chuyện thật chứ. 19 kêu mọi người ơi. Ê, có người chạy vô khu sự kiện nè mọi người. Đây. Tới đây. Tiếng cái bộ trên đó. Ui, cái bộ trên kia nữa mọi người ơi. Ý, chạy vô. Kìa, trên đó dừng kìa. Rồi dậy qua đây mọi người. Đứng này chóng quá, sợ bị hai thằng nó móc cái kẹo bánh mì kẹp xúc xích rồi xong mình luôn á. À đứng hở nè. Ý trời ở dưới cái tường. M24, bình tĩnh. Chia xe bóc rồi mọi người ơi. Trong khu sự kiện này có nữa nè, có người nè, có thằng nè. Mà đổi không ra cái móc treo, móc đeo mọi người. Làm lại cái nữa nha. Không ra là nghỉ phẻ luôn á. Rồi lỏ luôn. Bo xì mày luôn, khỏi chơi luôn, khỏi cần móc neo luôn. Ý. Chạy mọi người, chạy vô trong chắc ăn nha, đứng ngoài đây chóng quá. Thằng kia đâu ta? Thằng kia trong đây nó mới nghe tiếng chân ở đâu trong đây nè. Thằng kia đứng chống rồi mọi người. Ok. Đứng chống làm gì đó bạn ơi. Đứng chống nè bạn ơi, ngó ai vậy? Tại vì mình bắn cây vector này mà có silent bắn xa nữa mọi người. Nó không nghe tiếng đạn mà nó bắn hướng nào đâu. Ảo vậy đó, bởi vì nó mới không biết mình bắn ở đâu mọi người. Ôi trời. Nguyên một kho đạn chính đó luôn mọi người ơi. Ôi, thứ mình đang cần luôn. Gần 600 viên đạn. Sấy cho tới cục cức luôn. Chừng, à hình như nó trên cái hầm thính mọi người ơi. Núp trên đó chứ gì. Rồi xong bạn rồi. See you again. Vĩnh biệt, ra chơi gián mới đây bạn ơi. Bấm. Ok. Kỳ vậy ta. Nghe tiếng chân ngay góc đó mà. Một trái nữa coi xem sao. Rồi lũ đạn Trung Quốc thiệt còn 10 à. Mình nay mình nhập cái lô hàng toàn lũ đạn của Trung Quốc thôi. Mà game này của Trung Quốc mà. Game này của Trung Quốc sản xuất mà. Đúng rồi. Làm gì căng. Lỗi xíu thôi. Bay nó luôn mọi người. Tôi tới đây. Đâu rồi? Ủa? À chắc trong góc mọi người. Đây. Bình tĩnh nào anh trai. Ui chắp máu mọi người. Ui. Chịu quá, vô từ anh trai cho em hiu máu xíu mấy anh trai ơi. Phía trên cái bắn 24 đi mọi người. Bắn này. Ui khuất quá không thấy mọi người. Siêu xe nó cán người kìa. Ui. Mê siêu xe dưới ta. Trên đó cùng mọi người. Xe màu trắng kìa.
Có tiếng chân chạy vô nè mọi người. Đây, 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 bắn ai này, bắn ai này, bắn ai này. Bắn ai như trốn không người vậy bạn ơi. Tôi ở trên đây nè, lụm. Thằng kia không biết vụ gì xảy ra luôn, người không biết lý do tại sao chết luôn á. Nó, tôi ăn bắn ngon mà. Mà cái AUG không bắn, mọi người đang làm thử thách Vector nha. Còn thằng phía dưới mình nữa nè, để che tầm nhìn lên mọi người. Lỡ con này sau lưng nó bắn vô đích mình là xong luôn á. Chứ đội đứng một bầy luôn mọi người ơi. Giờ không làm được gì nó. Hai thằng đứng trên đồi ngó ngó cả mọi người. Sợ thế. Lời cam thằng phía sau nha mọi người. Có ngon bạn chạy vô đây. 500 viên đạn sấy vô mồm bạn nè bạn ơi. Nếu người hay cho mình xin một like một đăng ký kênh người, cảm ơn người rất nhiều. Làm lại cái nữa nha mọi người. Cái chảo nè. Cái chảo hết bơm mà còn trái smoke mọi người. Úi úi. Lấy xe chạy kìa. Chơi mà chơi chạy bạn ơi. Dở rồi, chơi mà chơi chạy là dở rồi. Rồi đứng chống rồi, đứng chống rồi, đứng chống rồi. Đứng chống sấy là xong bạn rồi. Gạt luôn, gạt luôn, gạt luôn, gạt luôn. Úi. Nó bò mọi người. À bò ở đây hả. À, cái tường này bắn nổ luôn mà mọi người. Rồi xong xong xong. Mình không có gì ngoài đạn các bạn ơi. Mình không có gì ngoài đạn hết bạn ơi. Gạt. Ui siêu xe đạt kìa mọi người. Ui. Ước gì có siêu xe mà không có tiền quay mọi người ơi. Ai có dư vé nào không tặng mình vé mà đội ơn rất nhiều luôn mọi người. Ui nóc luôn nè. Chạy hộ mình các bạn ơi. Chạy chóng mà xong bạn rồi. Ok. Ôi đừng cao hết mạng mình. Ngồi cái thằng này. À mày chạy quát qua đó. Mày cao hết mạng của tao à. Rồi 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 rồi. Tới công chuyện mày rồi. Anh ghim mày rồi đó nha. Mày hả. Ai có quay siêu xe mà còn dư vé nào cho mình xin vô mọi người. Nó giỡn mọi người ơi. Biết bao nhiêu tiền của mọi người mà dễ gì. Sao bóc à. Ui chết luôn kìa mọi người. Ui ảo vậy. 212m. Vector sấy đúng ảo luôn người. Mình nhấp đại cái chết người luôn kìa. Ui hết rồi. Ôi mình ngoài bo mọi người ơi. Bây giờ mình ra mình lấy xe bo cái khu nhà bên kia. Tụi nó tập trung bên kia hết trơn rồi. Ui xe xa quá. Bo đốt đau mọi người ơi. Bắn bên nhau quá trời. Còn 3 thằng rồi mọi người. 3 24 kill rồi. 34 27 hả. Ờ cũng được. Map sự kiện này mình bắn mình ít kill mọi người. Mới hôm qua làm trận 27 kill. Nay hôm nay trận 27 kill tiếp ta. Đây có xe là mình qua luôn nha mọi người. Bắn thẳng của nó luôn nha. Tụi tới đây. Nhảy xuống mọi người ơi. Trên nhà, trên nhà, trên nhà. Rồi 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 rồi. Tôi quả thiêu bạn luôn nè bạn ơi. Chỗ bơ mà chỗ. Ui thằng mà bố ăn mọi người. À đưa ra. Nhảy qua luôn nè, nhảy qua luôn nè. Trên tàu mình nè. À, nhảy xuống nè, nhảy xuống. Nhảy xuống nè bạn ơi. Nhảy xuống nè bạn ơi. Dễ ăn được trâu già lắm. Thằng này mình bị mình giết hai lần luôn người. Mày tới công chuyện mày rồi. Số mày đen lắm. Có siêu xe mà bốn băng hả. Nhưng rất tiếc gặp trâu già thì bạn. Có siêu xe mà bốn bạn cũng chết thôi. Từ 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 mọi người. Ui cho lửa rút chốt cho lửa kìa. Mình tỉnh nào. Sợ thế. Còn hai thằng mọi người. Có trái smoke nằm che smoke làm lấy cái móc neo mình bay nóc nhà mọi người. Thằng này có móc neo nè. Mình nhỏ vải liền mình đổi 2-3 lần luôn không ra cái móc neo mọi người ơi. Mình đổi 3 lần rồi đó không ra cái móc neo luôn. Giận thật sự cái nhân phẩm mình thôi coi như xong rồi nó đen thôi rồi luôn. Ừ đúng rồi trâu già đen mà mọi người. Lên nóc nhà nè mọi người. Ủa, hai tiếng chân nè. Tiếng chân của nhà bên kia nữa kìa. Ui ủa sao kia chết đi. À mình nhớ rồi lúc nãy mình chạy xe qua là có thằng Yolo nó chọi với bơm nó nóc một thằng. Ủa vậy thằng này không cứu đồng đội luôn mọi người ơi. Ủa đồng đội tốt, đồng đội tốt, đồng đội tốt. Bắn nãy giờ không cứu đồng đội nữa luôn mọi người. Làm mình mất hết mạng. Trời ơi 26 kêu. Trời, được 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 được. Đổi ra kiếm bơm mọi người. Ui bơm nè bơm nè. Phải không? Ủa đâu vậy? Ủa? Nó là gì vậy? Tăng tốc độ di chuyển và hồi năng lượng. Ủa dạy. Mình tưởng chơi bơm màu xanh xanh chứ. Thôi kệ có cũng được mọi người. Nên bay vô mình chơi luôn nha. Che smoke full kính luôn. Mình che smoke full nhà luôn để mình bay vô nha mọi người. Thằng kia nó ngồi trong nhà nó kêu mình rồi. Đâu rồi bạn ơi. Nấp à. Ui mình cho trái bơm gì này smoke gì nè mọi người. Để mình chọn ra nha. Che tầm nhìn lên nha mọi người. Ui gì vậy. Ui ui ui. Ui gì vậy. Ui gì vậy. Ui sao nó biến lên cái bò nó đốt mình mọi người. Ui phải tự mình bóp mình luôn người à. Mình tưởng nó trái này sẽ trái smoke màu đen chứ. Trời đậu quá. Trời ngu thiệt chứ. Đâu ta.
Ủa thằng nấp đâu? À, ở dưới mọi người ơi. À, lên đây, tôi đang ngoài đây nè bạn ơi. Làm gì? Thằng này ngáo. À, nhảy xuống à. Xuống đây bạn ơi, tôi kê sẵn cái đường đi của bạn rồi. Ủa, 26 kill mọi người, tuy hơi ít kill mọi người. Không sao, mấy trận sau mình sẽ làm lại nha. Thế được một trận top 1 26 kill hoàn thành thử thách combo vector lấy top 1. Nếu mọi người thấy cho mình xin một like và đăng ký kênh mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.